công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành học tương lai cho những ai yêu thích robot. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bất cứ ngành nghề kỹ thuật nào cũng cần đến tự động hóa. Phải khẳng định rằng, hệ thống điều khiển và tự động hóa có mặt trong mọi dây chuyền sản xuất của tất cả các ngành kinh tế. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, ngành này luôn có thu nhập cao và không bao giờ thất nghiệp trong hiện tại và cả tương lai. Sinh viên công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa sẽ được học những gì? Nếu theo học chương trình đào tạo kỹ sư thực hành ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại ITC, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn về điều khiển và tự động hóa, lý thuyết mạch, điện cơ bản, kỹ thuật điện, an toàn điện, thiết kế mạch điện tử, vi điều khiển, đo lường và cảm biến, điện tử công suất, điều khiển tự động, phân tích được các nguyên nhân hư hỏng và khắc phục các hư hỏng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, vi điều khiển, điện mặt trời của các doanh nghiệp, công ty hay hệ thống tự động tại các khu công nghiệp, các ứng dụng theo xu hướng ngành công nghiệp 4.0. Học ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ra trường sẽ làm gì? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp sử dụng các dây chuyền điều khiển và tự động hóa, các bộ phận bảo hành, bảo trì các thiết bị và dây chuyền điều khiển tự động hóa theo hướng công nghệ 4.0. Các công ty buôn bán các thiết bị tự động, dây chuyền điều khiển và hệ thống tự động hóa, có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,